Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Bưởi. Chủ động bơm nước tiêu úng đảm bảo an toàn cho sản xuất và sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Thành. Trong không khí dân chủ trách nhiệm, cử tri các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành đề nghị Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đầu tư nâng cấp một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đê sung yếu để tăng cường khả năng kết nối, phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trong giải phóng mặt bằng, cử tri đề nghị cần quy định tách phần kinh phí phục vụ công tác trích đo ra khỏi nguồn kinh phí 2% giá trị dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cử tri huyện vĩnh lộc đề nghị nhà nước quan tâm trùng tu tôn tạo một số hạng mục công trình để bảo tồn phát huy giá trị của di sản thế giới thành nhà hồ cử tri huyện thạch thành đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà vượt lũ cho nhân dân sinh sống ở những vùng sống chung với lũ xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ an toàn cho nhân dân sinh sống vùng ngoại đê sau khi lãnh đạo các ngành cấp tỉnh tiếp thu giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm tâm huyết của cử tri, đồng thời giải trình một số nội dung cử tri quan tâm và ghi nhận những ý kiến đề xuất kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trong không khí dân chủ, Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các bộ ngành có liên quan xem xét giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện xuống còn 10 đến 15 năm đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở khu vực nông thôn miền núi. Có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng đủ từ 5 năm trở lên cho hội viên hội cựu quân nhân, người dân tộc thiểu số xem xét giải quyết diện tích đất tranh chấp giữa thôn Vịn xã Bát Mọt với xã Thông Thủ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở các xã còn nhiều khó khăn. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri huyện Thường Xuân để chuyển đến Quốc hội Chính phủ, các bộ ngành ở Trung ương xem xét giải quyết. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao 30 xuất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Thường Xuân. Chiều ngày 26 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác. Tiếp đó, Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn đã giới thiệu và tiến hành quy trình bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thế Anh phó bí thư thị ủy Nghi Sơn được bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Sáng nay, ngày 27 tháng 9, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội. Việc tổ chức tư vấn đối thoại trực tiếp giữa cơ quan chức năng với đại diện doanh nghiệp đã giúp các đơn vị sử dụng lao động và người lao động nắm đầy đủ hơn những quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời giải đáp được những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị. Qua đó tạo được sự đồng thuận cao của các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đây cũng là dịp để cơ quan bảo hiểm xã hội lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động nhằm nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, ngày 27 tháng 9, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Sơn tổ chức chương trình trao học bổng quý 2, quý 3 và trao quà trung thu cho trẻ mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 176 xuất quà trung thu và 71 xuất học bổng quý 2 và quý 3 cho trẻ mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí của chương trình trên 330 triệu đồng cho các công ty doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tài trợ. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và cộng đồng xã hội để trẻ mồ côi khuyết tật tại huyện Đông Sơn đón Tết Trung Thu vui tươi đầm ấm. Sáng nay ngày 27 tháng 9, Hội làm vườn và trang trại đã tổ chức chung kết cuộc thi Vườn đẹp trang trại kiểu mẫu lần thứ 2 năm 2023. Đây là đơn vị được Hội làm vườn và trang trại tỉnh lựa chọn tổ chức cuộc thi điểm cấp huyện. 10 thí sinh trên địa bàn huyện Nga Sơn tham gia vòng chung kết cuộc thi Vườn đẹp trang trại kiểu mẫu đã trải qua quá trình xây dựng hồ sơ, duyệt thực địa và thuyết trình về vườn trang trại của gia đình có clip minh họa. Các thí sinh đã chuẩn bị chu đáo nghiêm túc và đúng thể lệ, trình bày rõ ràng mạch lạc có trọng tâm trọng điểm về ưu thế, khả năng phát triển của các sản phẩm vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu cũng như sức lan tỏa nhân rộng trong cộng đồng. Trong đó, việc hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm là một trong những điểm nổi bật của các vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu được ban tổ chức, ban giám khảo đánh giá cao. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi đã trao 4 giải nhất, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các hộ có sản phẩm vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Bưởi tại thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra, cắm mốc biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin tuyên truyền cho các hộ dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lũ khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di rời các hộ dân, cơ quan bị ảnh hưởng, mất an toàn khi có tình huống xảy ra, thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở. Các sở ngành đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Từ ngày 26 tháng 9, các đơn vị thủy nông ở những vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động bơm tiêu nước đệm, tăng cường giả soát, kiểm tra công trình trạm bơm, hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho các diện tích lúa mùa và bảo vệ cây trồng. Rút kinh nghiệm từ các mùa mưa bão trước ở những diện tích thường hay bị ngập thuộc các huyện Hà Trung, Nông Cống, Quảng Sương, Như Thanh, Thường Xuân và thị xã Nghi Sơn. 18 trạm bơm tiêu trọng điểm đều đã được vận hành liên tục. Đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 112.000 hectare lúa mùa, Thanh Hóa đã thu hoạch đạt 80% diện tích và không có diện tích nào bị hư hỏng do ngập. Chúng tôi cũng sẵn sàng tất cả các cái điều kiện về nguồn điện, về máy móc thiết bị để chúng tôi sẵn sàng vận hành khi có cái mưa lớn hoặc tình trạng ngập úng kể cả diện tích lúa và tình trạng ngập úng của dân sinh để bơm tiêu úng cho tất cả các diện tích mà các công trình này đảm hiện. Mưa hai ngày qua khiến một số hồ đập trên địa bàn Thanh Hóa đã vượt ngưỡng và đang tràn. Các đơn vị quản lý đang theo dõi tình hình tràn tại hồ đập, kênh dẫn và cống tiêu lớn để vận hành hợp lý, kịp thời thông báo cho phía hạ du biết để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây nên. Để ứng phó với mưa ngập lụt, sạt lở đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân triển khai phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, khẩn trương thu hoạch lúa hoa màu đến thời kỳ thu hoạch, khởi thông dòng chảy, nhất là trên các suối khe cạn khu vực miền núi, không để xảy ra lũ nghẽn dòng. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư bãi sông, ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông khi xảy ra mưa lớn. Tổ chức kiểm tra, giả soát, chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, hệ thống đê điều, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình đê điều, chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng khi xảy ra sự cố sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ. Bản tin cuối ngày của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.